Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Thì trong buổi tối ngày hôm qua em vừa review một cặp súp 728S. Tình trạng đẹp thiếu thùng súp, thật sự không một vết sơn si là có thật. Vì dòng này dòng đời mới, và lập tức chưa lóng chỗ thì cũng đã là lên đường. Xin gửi, không biết là bạn này nhiều tuổi ít tuổi, nhưng mà xin gửi tới anh Tuấn, Thanh Hà, Hải Dương, xứ sở của âm thanh, và đã qua tin tưởng bên Cao GBL Hoàng Mai. Đúng là 1 phút 30 giây thì cũng đã hoàn thành giao dịch các bác nhá. Cho nên là cái lòng tin rất quan trọng. Bạn cũng chả cần xem. Và đã giao dịch thành công. Tình trạng đẹp, đây là các bác nhìn này, không một vết nào, có thể nó cũng có xây xước nho nhỏ nhưng mà không đáng kể. Chứ còn bảo là đây, hai quả nó như nhau và một quả em phải để đây. Hai quả nó như nhau các bác nhá. Như nhau luôn. Chứ không phải quay một quả có một quả không, mà vấn đề là nhà chật không thể bỏ ra, như khẳng định hai quả như nhau. Tình trạng bát thì gần như là thiếu thùng súp. Alo. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Chờ tí nhá, để tớ đang làm cái video rồi tớ gọi lại cho nhá. Cho nên là lại một lần nữa với tâm sự với tất cả các bác rằng lòng tin rất quan trọng. Cho nên là tất cả những bác mà đã mua hàng bên Cao GBL Hoàng Mai thì cũng cảm nhận cái sự nhiệt tình và rất đoàn hoàng của em Cao. Nói nó phải chuẩn, dẫm dơ nói cái lọ móc sang cái kia là không có, chuẩn con nhà bà chỉnh luôn các bác nhá. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số điện thoại Cao GBL Hoàng Mai để có các sản phẩm mà review lên kênh. Tương đối loa, bây giờ cũng chả biết giới thiệu cái mẫu gì nữa. Các bác, cả rừng hoa em xếp lên từ lắp rồi và em vẫn còn một chỗ khác để loa hết thì lại đem về. Loa ra đi tương đối nhiều nha các bác, cọc tương đối tiền rồi chứ không phải là thế. Cho nên là đây, tí nữa nếu mà còn kịp có thời gian thì em sẽ móc nội thất để các bác chiêm ngưỡng cặp súp đẹp dã man này nhá. Mà thôi, Tết cũng đến rồi, xuân cũng về rồi, thì cho nên các bác nào mà muốn thì cũng nhanh nhanh chóng chóng lên, không lại không kịp cuống cuồng lên. Và xin cảm ơn anh Tuấn này, Thanh Nga, Hải Dương, cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc đã luôn tin tưởng ủng hộ Cao GBL Hoàng Mai.
để có cái ngày mà em làm được như thế này thì cũng nhờ tất cả các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã tin tưởng. Thank you các bác rất nhiều nhá. Hẹn các bác clip chiều tối ngày hôm nay. Chiều tối ngày hôm nay em lại khui hàng về, khui dần.